Và trước đây thì Vân bị mụn rất là nhiều, nhưng mà có người giới thiệu tới cái sản phẩm EV Princess này thì Vân đã trị được nó và để cho làn da tươi sáng mịn màng hơn. Vân cũng luôn cảm ơn chị Bích Liên đã đem tới sản phẩm này cho mọi người. Thưa quý vị, chị Vân đã chia sẻ là trước đó thì chị Vân bị mụn rất là nhiều, nhưng mà khi mà Trà My đứng bên cạnh chị Vân thì cảm thấy rất là bất ngờ và không còn dấu hiệu của một mụn nào, đúng không chị? Rất là hiệu quả đúng không? Như vậy thì với sự kiện khai trương ngày hôm nay, với sự kiện khai trương showroom thì chắc hẳn là chị sẽ đến gần hơn với những sản phẩm của EV Princess đúng không? Chị có muốn sở hữu ngay một sản phẩm mới đầu tiên của EV Princess không chị? Tất nhiên là có rồi. Tại vì sản phẩm này là quá là hiệu quả nên Vân cũng rất thích và muốn cho cả gia đình nhà Vân, cả mẹ tới anh chị đều sở hữu sản phẩm này. Và Vân đã mua hẳn một bộ như thế này. Có nghĩa là mua sẵn trên tay rồi đúng không? Và càng chia sẻ cho nhiều người nữa hả chị hả? Và thêm một câu hỏi cuối cùng nữa là chị, ngày hôm nay không chỉ là dịp khai trương không mà còn là ngày sinh nhật của Hoa hậu Elizabeth Bích Liên nữa. Chị có thể gửi một lời chúc đến cho chị Hoa hậu không? Thì Vân cũng luôn mong muốn là chị Bích Liên là luôn trẻ và luôn ra được nhiều sản phẩm mới để cho phụ nữ chị em mình luôn đẹp và trẻ mãi. EV Princess mang sắc đẹp